Đây là hiện trường bờ kè tại hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng xuống cấp nặng, trong đó có những đoạn bị sạt lở cả phần chân và phần mái kè. Theo Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Công trình Thủy lợi Đà Lạt, hiện trung tâm đã chính thức có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đề nghị cho chủ trương để đầu tư sửa chữa bờ kè hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương là di tích quốc gia được công nhận năm 1989. Năm 2010 thì được nâng cấp toàn diện cho đến nay. Thì trong những năm qua thì được đầu tư sửa chữa bờ kè hồ Xuân Hương, thì cho đến nay thì có phần hư hỏng nặng. Thì Trung tâm Quản lý Đầu tư Khai thác Công trình Thủy lợi thì ngay từ đầu năm đã kiểm tra, rà soát lại các hạng mục trên công trình. Thì cho đến nay là tính toán chiều dài là trên dưới 700m cái bờ kè đã hư hỏng nặng, thì để lập cái dự toán trình thành phố phê duyệt để cho sửa chữa trong năm 2020, nhằm là đem lại cái mỹ quan cho hồ và cho thành phố nói chung. Khu vực quanh hồ Xuân Hương là nơi đông đảo du khách ghé thăm, tản bộ, chụp hình lưu niệm mỗi khi đến với thành phố Đà Lạt. Chính vì vậy, việc bờ kè hồ bị hư hỏng xuống cấp không chỉ gây ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn có thể gây nguy hiểm cho du khách tham quan, cho nên rất cần thiết được đầu tư sửa chữa sớm.